Tập 27. Về nhà chưa? Hành lý của em để ở nhà khách. Em liền tới đây rồi. Vậy em chưa gặp bác Hưu sao? Gặp rồi. Em dẫn nhà thiết kế Liên Xô, là thầy của em Jimmy Dova, đi gặp bác ấy. Anh Thiên Phong, anh sao vậy? Có phải anh không quan tâm tới em nữa rồi không? Anh Thiên Phong, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có phải là anh không thích em nữa rồi? Lúc anh đi, em nói đợi anh từ Diên An trở về, đợi lúc toàn quốc được giải phóng, chúng ta sẽ có thể kết hôn mãi mãi ở bên nhau. Nay nhân qua, em nghe anh nói đã. Không không, em không nghe. Lúc nhỏ anh đối xử với em tốt như vậy, như anh ruột của em. Chúng ta từng móc tay. Anh nói anh sẽ không cho phép ai bắt nạt em. Nhưng bây giờ tại sao anh? Nay nhân qua, em bình tĩnh đi. Nay nhân qua, nghe anh nói. Hai chúng ta là anh em ruột. Đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật, đúng không anh Thiên Phong? Đây không phải thật. Nay Dương Hoa, đây là sự thật. Không được, con không được lấy cậu ấy. Tuyệt đối không được. Tại sao vậy? Con không hiểu đâu. Đợi sau này con sẽ hiểu thôi. Na Nhân Hoa, em phải bình tĩnh lại. Chuyện này là thật sao? Na Nhân Hoa, mới đầu anh cũng giống như em vậy, cũng không tin đây là thật. Cũng đã chịu rất nhiều đả kích và đau khổ. Bây giờ chúng ta cùng cha. Cậu nói với anh, mẹ của anh là gì mỏ than ô long, không bị người Nhật cướp đi, mới từ bỏ cha chúng ta. Năm đó bọn họ cũng phải chịu rất nhiều đau khổ. Nay nhân qua, anh giống với em, mới đầu cũng không tin đây là sự thật, cũng không thể chấp nhận nổi sự đả kích và đau khổ này. Nhưng mà đây là sự thật không thể thay đổi được, cho nên chúng ta cần phải từ bỏ. Nay nhân qua, nhưng mà em vẫn là em gái của anh. Em gái ruột, em hiểu rồi. Đời cha của chúng ta vì thực hiện sự nghiệp cứu quốc, vì bảo vệ hầm mỏ, chúng ta có tư cách gì để trách móc bọn họ? Em à, anh trai, mời vào. Thư ký Vu, điện báo của Bắc Kinh tới rồi. Tốt quá rồi, bao gọi điện cho cục trưởng Khưu, cục khai thác đi. Tốt rồi. Thư ký kết nối được rồi. Nào, alo, Bản Phát, Chấn Quốc, nói cho cậu một tin tốt. Nhà nước đã phê chuẩn sẽ xây dựng một điện khí hóa ngoài trời với đẳng cấp dẫn đầu thế giới tại thành phố Phụ Tân. Phê chuẩn rồi. Tốt quá rồi, thật sự rất tốt. Thư ký Vu, tôi sẽ mở cuộc họp đảng bộ, đại hội nhân viên toàn cục và quỹ viên gia thuộc, nhất định phải đem tin tốt này thông báo cho mọi người. Bản Phát, cậu cứ làm đi. Vì khu mỏ của chúng ta, vì xây dựng kinh tế cho quốc gia, làm lớn vào cho tôi. Được được, thư ký Vu.
đặc vụ mật cục bí mật quốc dân đảng Trương Vệ Lợi. Cô giáo, chúng ta qua bên đó xem. Được. Cô giáo, cô xem đây là sa thạch dầu, nằm ở dưới lớp than. Đây chính là mẫu vật địa chất. Khai thác và bóc tách bề ngoài mỏ than sẽ còn phát hiện một số mẫu động thực vật biến và hóa thành khủng long. Quá thần kỳ rồi. Nói như vậy, 6.500 vạn năm trước, nơi này đã từng là biển. Đúng vậy đó. Vô địa chất đổi dời với quy mô lớn đã hình thành lên rất nhiều mẫu vật quá thạch của động thực vật. Thời kỳ đó gọi là đại trung sinh. Nghe giáo sư nói, đại trung sinh là do Philip, nhà địa chất người Anh, đầu tiên nêu ra vào năm 1841. Đúng vậy, đại trung sinh còn được gọi là kỷ nguyên hạt trần, là thời đại của bò sát. Động vật thịnh vượng nhất là động vật có xương sống. Hình dạng của bọn chúng khác nhau, bá chiếm một vùng, tất cả thành một hệ thống, khắp nơi là đất của rồng. Đất của rồng. Theo như lời cô nói thì chỗ này của chúng con chính là quê hương của rồng. Bọn con chính là truyền nhân của rồng. Có thể hiểu như vậy đó. Từ mẫu vật trên nham thạch thì rất có khả năng này, nhưng phải có cơ sở khoa học. Nếu có thể phát hiện ra quá thạch thì càng tốt. Cô à, con rất tự hào. Na Nhân Hoa, xây dựng dùng mỏ lớn cho tổ quốc mình, đây mới là đáng tự hào. Em có thể kể cho cô nghe về cha của em, Hứa Trí Võ, có được không? Cha của em Hứa Trí Võ là người sáng lập hầm mỏ đầu tiên ở chỗ này.
Ông cầm hay là mua? Tôi có một chiếc đồng hồ Rolex vàng muốn cầm. Là vàng nguyên chất hay sao? Bốn số chín, muốn tiền mặt. Được, tôi có. Tôi thường đãi lượng từ bên kia tới đây. Lên lầu đi. Phái viên, nào ngồi đi. Đặc phái viên, trên dọc đường chắc đã vất vả rồi, vì lợi ích của đảng mà. Như nhau thôi. Tổ trưởng Trương, lão Tưởng sắp đánh rồi. Đúng vậy, nếu không tôi ở lại đại lục làm gì chứ? Nằm gai ném mật. Đảng Cộng sản muốn phát triển tài nguyên than ở đây, muốn xây một mỏ than lớn ngoài trời ở Hải Châu, tương lai muốn trở thành mỏ than lớn nhất châu Á. Nào, uống trà đi. Tôi đã điều tra rõ rồi, vùng Hải Châu đó vốn là một mảnh nương rẫy, nhưng mà vào cuối thời Thanh, có người đã đào được than ở đó và vẫn luôn đào tới bây giờ. Đảng Cộng sản đã nhìn trúng trữ lượng than dồi dào ở chỗ đó. Tổ trưởng Trương phía Đài Loan có chỉ thị không được mở mỏ than Hải Châu trở thành vật tuyên truyền của Đảng Cộng sản, dùng mỏ lớn gì đó, lớn nhất châu Á gì đó. Tôi khiến tất cả bọn họ đều biến thành tro. Tốt quá rồi. Tổ trưởng Trương, chỗ của cậu còn bao nhiêu người? Trong núi chẳng có một nhánh 50 người. Tốt. Tốt quá. Không hổ là tinh anh của quốc dân đảng. Quá khen rồi. Đây là lực lượng lúc quốc dân đảng rút lui đã để lại. May mà trong tay có quỹ hoạt động, nếu không cũng không nuôi nổi. Phía Đài Loan từ trước tới nay chưa từng cắt giảm quỹ hoạt động của cậu. Còn không phải thấy vị trí của tôi quan trọng hay sao? Bây giờ tôi đang ngồi trên đỉnh mỏ than lớn nhất. Hoặc là tôi đốt khu mỏ này, hoặc là khu mỏ này sẽ đốt chết tôi. Bây giờ chỉ có như vậy thôi. Mọi người có thể xem chỗ này. Cô nhìn bên kia. Bên đó cũng được. Đồng chí Simidova. Chào đồng chí Simidova. Xin chào, xin chào. Vô cùng cảm ơn cô đã từ Liên Xô tới Trung Quốc chúng tôi, giúp chúng tôi xây dựng mỏ than ngoài trời Hải Châu. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện anh dũng của các anh. Tôi rất cảm động thật đó. Cục trưởng Khương, sau khi thăm dò thì chất lượng than ở đây rất tốt. Trải qua phân tích quá nghiệm thì các mỏ than ở đây thuộc loại trầm trồ hồ lục địa. Phần lớn chất lượng than đều thuộc trung cấp. Cấp thấp là than gầy, nhiệt trị từ 6.000 đến 7.000, 6-7.000 kcal than. Tốt quá rồi. Đất nước chúng ta bây giờ đang thiếu loại than có nhiệt lượng lớn này để luyện thép và sắt. Cục trưởng, nếu chúng ta có thể phát hiện vật mẫu hóa thạch của rồng trong quá trình khai thác than, thì dùng phụ tân này sẽ nổi tiếng trong lịch sử khảo cổ trên toàn thế giới. Chuyện này là sao? Tiên Phóng, qua đây nói cho ta nghe. Bác Khương, đây là mẫu vật hóa thạch được phát hiện ra dưới tầng nham thạch 50 mét. Đây hình như là một con cá. Ừ, đúng vậy, là cá. Nếu phát hiện quá thạch của rồng ở chỗ chúng ta, vậy chúng ta không phải sẽ nổi tiếng thế giới hay sao? Cậu xem bên đó có một cái hố lớn. Nếu không chú ý mà bị rơi xuống đó sẽ mất mạng. Ừ. Đó là tai họa cho người Nhật để lại khi xâm lược Trung Quốc. Quân địch trong hơn 10 năm chiếm lĩnh khu mỏ này đã tiến hành khai thác than.
Bọn họ luôn chọn nơi có tầng thang dày nhất, đào một cái rãnh ở phía đông, lại đào một cái hầm ở phía tây, phá hoại thầm tệ tài nguyên dưới đất ở chỗ này, khiến cho mảnh đất này tan hoang sơ xác, khắp nơi đều là vết thương. Theo sự thăm dò của chúng tôi, vùng Hải Châu có rất nhiều nơi có đường hầm trống, có phỉ lò lửa và bẫy tử vong. Như vậy không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng của công nhân, mà còn ảnh hưởng tới tốc độ xây dựng của chúng ta nữa. Đúng vậy. Thế này đi, Thiên Phóng, đến đây. Chúng ta sẽ hợp nhất mỏ than Tôn Gia, Thái Bình Cao Đức, thực hiện khai thác ngoài trời, xây dựng vùng mỏ lớn. Đúng không? Đem toàn bộ mấy chục dặm xung quanh nơi này hợp lại với nhau. Như vậy thì máy móc thiết bị cỡ lớn mới có thể phát huy được hết công suất của nó. Chúng ta mới có thể sản xuất được nhiều than đá. Mọi người nói có phải hay không? Lão Trương, đúng vậy. Thiên Phóng, con nhất định phải thăm dò thật kỹ, để mấy cái rãnh gây nguy hại đến tính mạng công dân, vỉa lò lửa và bẫy tử thần đó biến mất. Nói thật, tôi thật sự không thể tin được Đảng Cộng sản có thể khai thác mỏ than lớn gì đó ở vùng Hải Châu. Ông chưa nhìn thấy nơi đó thôi, khắp nơi đều là hố và dũng, không cẩn thận một chút thôi liền bị rơi xuống đó, động tới mười mấy mét, chết cũng không biết chết ở chỗ nào nữa. Đặc phái viên, ông đã ở Đài Loan quá lâu rồi, ông không thể đánh giá thấp lực lượng kêu gọi của Đảng Cộng sản được đâu. Ông nói xem Đảng Cộng sản có gì chứ? Chẳng có gì hết. Nhưng mà Đảng Cộng sản có thể lôi kéo lòng người. Lòng người đó, ông có hiểu không? Quá quan trọng rồi. Ông đừng thấy vùng Hải Châu bây giờ không tốt, nhưng mà Đảng Cộng sản vừa kêu gọi thì hàng ngàn quân đều sẽ tới ứng chiến. Đến lúc đó ông có muốn ra tay thì không dễ nữa đâu. Nãy Lương lão đệ, nào uống rượu, uống rượu đi. Ông dẫn tôi vào núi một chuyến. Được. Ngày mai rồi đi. Nào ăn đi. Đầu bếp nấu rất ngon. Ừ. Được. Báo một cái là mất tín hiệu rồi. Tôi xuống xe xem sao. Khoa trưởng, vừa nãy tần số chính là ở chỗ này. Tiếp tục quan sát. Rõ.
Cục trưởng, khoa trưởng An, tối qua chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ đoạn đường trinh sát. Sau khi phát hiện tín hiệu thì vẫn luôn theo dấu vết, nhưng mà lúc chúng tôi sắp tới nơi thì lại mất tín hiệu. Tôi đã trinh sát nơi đó rồi, quả nhiên tôi đã phát hiện ra điểm đáng nghi. Điểm đáng nghi gì? Xin chào. Cục trưởng, các cậu ở đâu vậy? Ở bên đó à? Được. Anh Lưu. Anh Lưu à? Anh Lưu. Tân Niên. Tân Niên. Để tôi xem. Không thay đổi. Anh cũng không thay đổi mà, vẫn là bộ dạng đó. Nào nào, ngồi đi. Ngồi xuống. Ngồi đi. Nào. Anh à, chỗ này của anh được đó. Bộ vũ trang đó không phải cũng rất tốt hay sao? Vậy cậu nói chuyện với cục trưởng đi, tôi về phòng trước đây. Đợi một chút, đúng lúc cậu cũng ở đây, chúng ta có thể cùng bàn bạc. Có chuyện gì vậy? Khoảng thời trước, xung quanh huyện chúng ta có rất nhiều thổ phỉ cũng rất sôi nổi. Lúc bọn họ cướp ở núi Thập Bát Bàng thì bị chúng tôi bắt được một người. Cậu ta nói có người đến từ Đài Loan, còn mang theo kinh phí. Thằng nhóc này còn nói muốn phản công đại lục. Anh à, chúng ta không thể để cho đám thổ phỉ lại kiêu ngạo như vậy được. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng mỏ của chúng ta. Tin tức này của cậu rất quan trọng. Gần đây có một số chuyên gia Liên Xô đến chỗ của chúng ta, giúp chúng ta xây dựng nhà máy phát điện và mỏ than ngoài trời Hải Châu. Nhưng mà phái phản động Quốc Dân Đảng không cam tâm thất bại. Bọn họ chắc chắn sẽ phá hoại xây dựng Trung Quốc mới. Hơn nữa, lần này rất có thể là nhằm vào mỏ than lớn. Theo như tình báo hiện có, đám đặc vụ này đã bắt đầu hành động rồi. Gần đây tại Hải Châu thường xuất hiện những người không rõ thân phận, rất rõ ràng. Mục đích của bọn họ chính là để phá hoại việc xây dựng mỏ than lớn. Anh Lưu à, bộ vũ trang chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với mọi người để bắt đám thổ phỉ đó, bảo vệ việc xây dựng dùng mỏ của chúng ta. Tân Niên, cảm ơn cậu. Không cần phải khách sáo. Ai kêu các cậu xuống núi vậy? Trên núi muốn có đồ ăn thì có đồ ăn, muốn uống thì có uống. Nhớ kỹ, các cậu là quốc quân, quốc quân chính quy, không cho phép các cậu xuống núi cướp này cướp nọ. Lão tưởng sắp đánh tới nơi rồi. Các anh em, đến lúc đó chúng ta đều là công thần. Công thần còn gì nữa chứ? Đại đương gia, mấy người ở tổng thành cái gì cũng có. Đám anh em chúng tôi chỉ có chút lương khô. Nếu lão tưởng không đánh lại được thì đám anh em chúng tôi sẽ gộp chết ở trên núi. Thiên Khôi, quỷ viên trưởng tưởng không phải đã phái đặc phái viên thường tới thăm mấy người rồi hay sao? Thăm hỏi mọi người đi. Các anh em sắp hành động rồi. Quỷ viên trưởng tưởng đã kỳ vọng rất nhiều vào chúng ta đó. Đảng Cộng sản không được lâu nữa đâu. Đặc phái viên, quỷ viên trưởng tưởng mang cho chúng tôi qua hỏi thăm gì vậy? Các cậu nhìn xem, vàng thỏi. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người một cây, thêm cả tiền bạc. Đặc phái viên, ông hạ lệnh đi, hạ lệnh đi. Các anh em, vì lợi ích của Quốc Dân Đảng, vì nghênh đón quỷ viên trưởng tưởng phản công đại lục, chúng ta phải đoàn kết một lòng, làm lên nghiệp lớn. Đợi chúng ta thắng lợi, lúc tới Đài Loan, các anh em đều là công thần của Quốc Dân Đảng. Đúng, đúng, chúng ta đều là anh hùng của Quốc Dân Đảng. Được.
Xin chào, con tìm ai vậy? Đi ngang qua thuận tiện ghé qua xem. Cậu quen với xưởng trưởng chúng tôi chứ? Xưởng trưởng? Xưởng trưởng có người tìm. Trưởng Khoa An, cậu tới rồi. Chị dâu Hỷ Chu. Ừ, chị làm xưởng trưởng rồi sao? Đây là lò nấu rượu của Khưu gia truyền lại, không thể thất truyền trong tay của chúng ta được. Năm đó chồng tôi đã đem bí quyết nấu rượu giao lại cho tôi. Tôi phải để nó ngày càng phát triển hơn, ủ ra loại rượu ngon, thăm hỏi các anh hùng xây dựng mỏ. Đúng vậy, đây là đồ uống quen thuộc của chúng tôi, thương hiệu lâu đời cho nên được phát triển. Trưởng Khoa An, cậu tìm tôi. Chị dâu Hỷ Chu, bây giờ Đặc vụ Quốc dân đảng đang hoạt động vô cùng nhiều. Tôi thấy tiệm cầm đồ đối diện rất thần bí, sao nó cứ đóng cửa hoài vậy? Đặc vụ Quốc dân đảng, bọn họ muốn làm loạn. Không dễ dàng như vậy đâu. Trưởng Khoa An, lúc cần tới chị thì cứ nói. Được, chị dâu Hỷ Chu. Chị không phải là giống với mọi người, chỉ cần đảng cần thì chỉ đâu sẽ đánh đó. Trung Quốc mới vừa thành lập, phái phản động Quốc dân đảng liền rêu rao phản công đại lục. Đương gia đã nói, một tay xây dựng kinh tế, một tay tiêu diệt sự kiêu ngạo của kẻ địch. Vậy chị dâu, tôi về trước đây. Được, cậu về đi. Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc sau. Được. Nào, mọi người xem, cục trưởng Khưu. Dọc theo bên này, đồng chí Shimirova. Cục trưởng Khưu, nếu các công dân có thể thi công theo bản thiết kế, tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành tiến độ trước thời hạn. Ngày nào tôi cũng mong chờ có thể sản xuất ra than sớm. Nếu dựa theo phương án thi công hiện tại, chúng ta phải chuyển tổng cộng hơn 10 mét khối đá. Hơn nghìn khối đó. Muốn chuyển một ngọn núi lớn như vậy, chúng ta cần có tinh thần ngu công rời núi để hoàn thành rồi. Là tinh thần gì vậy? Cô à, là ngu công rời núi. Ngu công là một ông già ở thời Trung Quốc cổ đại. Bởi vì trước cửa nhà của ông ấy có một ngọn núi cản đường ra của nhà ông ấy liền dẫn theo con cháu của mình dùng xẻng để đào ngọn núi này đi. Lúc đó có người cười ông ấy và nói, ngọn núi này cao như vậy mà nhà ông chỉ có mấy người này có thể đào được hay sao? Lúc đó mấy cười rồi nói, tôi không đào xong thì có con tôi, cháu tôi đào. Cháu tôi không đào xong còn có con của nó, cháu của nó. Con cháu không thể hết. Đây chính là câu chuyện ngu công rời núi. Tinh thần của câu chuyện này quá động lòng người, thật sự rất cảm động người khác. Nhân dân Trung Quốc quá tuyệt vời. Cô à, cô xem chỗ này có phải thi công theo bản vẽ đã chỉnh sửa hay không? Ừ, nhất định phải thi công theo bản vẽ. Chỗ này có một đường hầm dài 400 mét. Đây là một nguy hiểm ngầm, phải tách hoàn toàn đường hầm trống này. Được. Mọi người xem, chỗ đó có rất nhiều đường rãnh. Ở chỗ đó còn có một cái hố lớn. Năm đó khi người Nhật xâm lược đã đem tất cả công nhân chết vì tai nạn ném vào cái hố đó. Người chết nhiều trở thành một cái mộ chôn tập thể. Chúng tôi muốn xây dựng một cái viện triển lãm ở đó, với mục đích là để con cháu chúng tôi mãi ghi nhớ những tội ác tày trời mà người Nhật đã gây ra. Còn nữa, để cho bọn chúng ghi nhớ những tiền bối và các liệt sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ vùng mỏ này. Giống như Trí Võ, Tử Hào, Âu Dương Lâm, máu của bọn họ đã rơi trên mảnh đất này. Đồng chí, xin chào, tôi muốn tìm trưởng Khoa An của các cậu. Trưởng Khoa An, mời vào. Được, cầm lấy. Được. Trưởng Khoa. Chị dâu Hỷ Chu, trưởng Khoa. Dì Hắc, tôi giới thiệu với cậu, đây là trưởng trưởng lò rượu Khưu gia, chị dâu Hỷ Chu. Trưởng Khoa, chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi. Cô ấy là phu nhân của Khưu Chính Quỷ, cũng là cục trưởng Khưu hiện tại. Mau ngồi đi. Phu nhân gì chứ, là vợ thôi.
Chị dâu, mời chị ngồi. Cảm ơn. Trưởng khoa An, tôi có chuyện muốn báo với cậu. Tối hôm qua tôi phát hiện ra một việc. Hôm qua trời vừa tối, tôi thấy trên phố có hai người đáng nghi lén la lén lút đi vào tiệm cầm đồ phía đối diện. Sau khi vào liền đóng rèm cửa. Các đồng chí, Mỏ Than Ngoài Trời Hải Châu đã đang được khởi công rồi. Chúng ta đang xây dựng ngôi nhà mới đầy niềm tự hào. Nhưng mà theo tiến độ thi công, chúng ta cần thời gian 1,5 năm mới có thể lắp hết tất cả các hầm lò hỏng đó theo tiêu chuẩn thiết kế của chuyên gia Liên Xô. Mọi người nói xem, người Nhật Bản để lại những đường rãnh đó cho chúng ta. Chúng ta cần phải xử lý. Cô bạn phát tôi làm cục trưởng cục khai thác này. Điều quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn của các công nhân mỏ. Tôi thà bây giờ không sản xuất than, cũng không thể để cho các công nhân đi mạo hiểm. Trong quá khứ, người Nhật Bản không coi công nhân mỏ chúng ta là người, đúng không? Bọn chúng chỉ cần than, không quan tâm tới có an toàn hay không. Chúng ta không thể làm như vậy được, bởi vì chúng ta là Trung Quốc mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Mạng sống của công nhân chúng ta rất quan trọng. Mọi người nói xem, những công nhân này đều là trụ cột gia đình. Trên có ba mẹ, dưới có con cái. Cho nên nói, bất luận chúng ta có thúc đẩy tiến độ như thế nào, thì mỗi một hầm than đều cần phải được thực hiện an toàn sản xuất, nhận thức an toàn trên mỗi người công nhân. Như thế này, chủ nhiệm Trương, ông mau soạn thảo các quy định quản lý an toàn, phải mau chóng. Được. Cục trưởng, những lời cậu nói tôi đã nhớ rồi. Sau khi về tôi nhất định sẽ thực hiện, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được. Thì Quỷ Du vừa tham gia hội nghị công tác than đá ở Bắc Kinh, Đảng Trung ương vô cùng coi trọng ngành công nghiệp than năng lượng lớn nhất của Trung Quốc. Còn nữa, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng đặc biệt quan tâm tới sự phát triển và xây dựng của ngành than đá. Chủ tịch Mao nói, công nhân than chúng ta rất có sức chiến đấu. Bây giờ việc xây dựng Trung Quốc mới đang rất cần than. Công nhân mỏ chúng ta đã trở thành quân chủ lực xây dựng sản xuất xã hội chủ nghĩa. Công nhân mỏ chỗ chúng ta có truyền thống tốt đẹp, chăm chỉ cần cù dũng cảm. Chúng ta đều có cống hiến rất lớn trong cuộc kháng chiến chống Nhật và trong cuộc chiến tranh giải phóng. Cho nên chúng ta đảm bảo với thị ủy, với Đảng Trung ương sẽ xây mỏ than xong trước thời hạn, sản xuất ra than trước thời hạn. Các đồng chí có tự tin không? Có. Đồng Hương này, cậu cầm hay là bám vậy? Tối hôm qua không may nên thua hết rồi. Người trẻ làm gì không được. Tại sao lại đi đánh cược chứ? Cầm gì vậy? Lấy ra đây xem coi. Nhanh lên chút đi. Cái này là đồ nhập khẩu đó. Đồng hồ vàng. Ông chủ, ông coi. Mượn nhà xí chút nha. Nè nè, chỗ tôi làm gì có nhà xí chứ? Cái tiệm cầm đồ lớn như vậy mà lại không có nhà xí hay sao? Cậu đó, tìm ra một cái góc nào đó đi. Cậu mau mau cầm lấy tiền đi đi. Tôi cần gấp. Vậy này, ông muốn cầm hay là mua đây? Tôi mua. Xem có đồ gì rẻ thì lấy. Có thể cầm được bao nhiêu tiền, ông nói đi. 20. Được chút như vậy sao? Ít quá đó, là đồ nhập khẩu mà. Chỉ có vậy thôi, muốn cầm thì cầm.
Nhớ lấy, 3 ngày không đến chuột thì tôi có quyền được bán đó. Chú ý tới người vừa mới vào đó. Hiểu rồi. Đặc phái viên, lần này đi thế nào chứ? Khủng khiếp lắm. Thật sự khủng khiếp. Có hàng vạn công nhân đang làm việc tại mỏ than ngoài trời Hải Châu. Có hàng nghìn người. Thật sự quá khủng khiếp. Tiếng khẩu hiệu đó, tiếng còi đó. Đặc phái viên, lần này ông đã hiểu sức mạnh kêu gọi của đảng Cộng sản rồi chứ? Nào, uống rượu đi. Nhưng có ông ra trận, các anh em sẽ có sức mạnh hơn. Các anh em theo ông làm việc lớn rung động quốc tế. Mục tiêu của ông là chiếc mũi lớn. Chuyên gia Liên Xô đó. Đặc phái viên, giải quyết tận gốc bọn họ. Nào, uống rượu. Ừ. Nào, vì thắng lợi của chúng ta, cạn ly. Hôm qua tới rất muộn, người đó vẫn chưa thấy ra. Sáng sớm nay người đó đã rời đi rồi. Tôi đã đem thông tin về chủ tiệm cầm đồ báo lên chính quyền tỉnh rồi, để tỉnh giúp chúng ta điều tra thân phận của ông ta. Trưởng khoa, hôm đó tôi nhìn thấy người ở trong tiệm cầm đồ, tôi cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt của ông có chút thế đó. Thế đó? Thế đó là thế nào? Lén là lén lút đó. Lén lút? Cứ giống như đang đề phòng ai đó vậy đó. Được, Nhị Hắc, mấy ngày nay cậu phải tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho chuyên gia Liên Xô. Cử thêm mấy người để đề phòng lỡ như nếu bọn họ xảy ra chuyện thì sẽ là chuyện lớn ảnh hưởng tới quốc tế. Đúng vậy, đặc biệt là chỗ ở của bọn họ phải tăng cường tuần tra. Được. Được rồi, cứ giao cho tôi. Tạm biệt cô. Tạm biệt. Đi.
Trưởng khoa, cậu ứng đáp cũng tốt đấy. Đương nhiên rồi, không có chút bản lĩnh này thì phiền rồi đó chứ. Đúng vậy, góc nhìn ở nơi này rất tốt. Cậu tiếp tục ẩn nấp, tôi qua bên đó xem. Được rồi, đi đi, chỗ này có tôi rồi.